Xin chào tất cả mọi người, mình đã trở lại và vẫn làm biến như xưa. Nhưng hôm nay trên tay mình là Batman Rebirth, có thể nói là Batman dưới tên vẽ của Greg Capullo trong bộ Dark Knight Metal đến từ hãng McFarlane DC Multiverse. Okay, đầu tiên nói về phụ kiện của Batman thì hầu như tất cả những gì mà các bạn thấy ở trên tay mình hiện giờ là tất cả những gì mà em này đi kèm với. Tất nhiên mình đã trừ ra khoảng phụ kiện mà hầu như bất kỳ em McFarlane nào cũng đi kèm. Đó là một cái tấm thẻ nhân vật với một cái base. Nhưng mà hầu hết thì mình đều không dùng cả hai thứ này, cho nên là đối với mình Batman này chỉ đi kèm với hai cái wheel. Và vậy thôi. Thì đầu tiên như các bạn thấy trên cái bức ảnh này đó, có một điều mà em này không có sát với source material. Thứ nhất là trên wheel có máu, trên miệng cũng có máu, và cái áo choàng ở bên trong là màu tím thay vì là màu đen như thế này. Và như các bạn thấy xung quanh em nó cũng có những cái vết cắt, những cái vết xước, những vết chày trên đùi ở hai bên đây, trên giáp như mọi người thấy, như là đây ở trên bắp tay ở đây nữa. Nhưng tất cả đều chỉ được là được tạc lên thôi, chứ không có hề được sơn máu lên. Ở phần miệng thì không hề có máu. Nhưng mà nói thẳng mọi người thì đối với mình mấy chuyện này nó không quan trọng lắm. Có thể mình sẽ nhờ bạn mình sơn xíu máu lên em đó sau, nhưng mà về phần áo choàng bên trong màu tím thì đối với mình có hay không đều được ha. Thì đối với mình phần phụ kiện mình khá là hài lòng, cũng không tới nổi, không tới nổi. Tiếp theo mình sẽ so sánh em này với một số em McFarlane khác. Đây là Batman phiên bản White Knight cũng đến từ comic, và đây là Batman Dark Knight Metal. Thì như các bạn thấy mình đang đứng cho em, hai em nó đứng cùng hàng với nhau, thì em Dark Knight Metal này gần như là cao hơn nửa cái đầu, có thể nói là vậy. Về chiều ngang thì mình nghĩ White Knight vẫn to hơn chút xíu, nhưng mà đây có thể nói là một trong những điểm yếu của Dark Knight, McFarlane. Đó là về phần kích cỡ, phần scale của dòng này vẫn chưa có được sát với nhau lắm. Khi mà cả hai em này đều là Bruce Wayne, đều là Batman, dù là ở vũ trụ khác nhau. Nhưng các bạn thấy, Batman của Greg Capullo cao hơn Batman của Murphy. Ông mà vẽ Batman này là cái gì Murphy mình quên cha đó, nhưng mà như bạn thấy đầu của Greg Capullo Batman cao hơn khoảng nửa cái đầu. Tiếp theo mình muốn so sánh với Batman Who Laughs ha. Thì như các bạn thấy Batman Who Laughs cũng được. Batman Who Laughs lùn hơn Batman Greg Capullo cũng khoảng, để mình để đầu này thẳng lên chút xíu, gần như là cao bằng nhau, nhưng mà Batman Who Laughs nhìn có vẻ nhỏ con hơn. Có vẻ như các bạn thấy mình để chân hai thằng ngang nhau, có vẻ thấp hơn một chút xíu. Thì như vậy nãy mình nói, điều này không có hợp lý cho lắm, tại vì cả hai thằng đều là Bruce Wayne. Nhưng mà mình có cái đầu của em này không phải là bản Batman Who Laughs bản 1, mà đây là đầu của Batman Who Laughs bản thứ 2 của Sky Tyrant và Batman Who Laughs, và mình vừa mới tập hợp gần đây. Tiếp theo đó là Hellbat. Thì như mọi người thấy Hellbat tất nhiên vẫn cao hơn Batman Greg Capullo khoảng chừng nửa cái đầu thôi. Thì đối với mình như vậy cũng ổn thôi, cũng không tới nổi. Tiếp theo nữa là Superman Infected cùng Wave với em này. Thì như các bạn thấy lùn hơn Batman cũng khoảng nửa cái đầu. Cho mọi người xem, đây kích cỡ cùng chân cũng khoảng nửa cái đầu. Thì như mình đã nói, mình không thích điều này, tại vì đối với mình Superman luôn luôn phải cao hơn Batman rất là nhiều. Nhưng mà thôi kệ đi, sao cũng được, tại vì đối với mình thì mình đã đạt tới một cái level mà bây giờ mình không có còn quan tâm tới kích cỡ nữa. Tại vì hầu như những em phía kia mình không bao giờ để nó trong dáng đứng hết, và khi mà chụp hình thì những điều này càng ít quan trọng hơn nữa. Nhưng mà mình vẫn hy vọng là McFarlane sẽ khắc phục cái lỗi này. Và tất nhiên vì em này là dòng 7 inch, nên khi mà các bạn so sánh với một em Mezco như là Mezco của Superman, thì các bạn thấy Superman gần như lùn hơn một cái đầu. Cuối cùng
là em Bill Figure cùng dòng Merciless. Thì như bạn thấy Merciless vẫn cao hơn Batman rất là nhiều, to khủng khiếp luôn ha. Thì mình sẽ để dành review này sau, nhưng mà mình phải nói là em rất là sexy mọi người ơi. Ok, quay lại với Batman của Batcaviller. Nói về phần chi tiết của em này, mặc dù mình đang nói về phần chi tiết mà mình không hiểu sao mình đang ngứa tay mình tạo dáng. Thì thật với mọi người là mình vô cùng ấn tượng. Như mình đã nói trong clip tập hợp trước, đây là em figure, đây là figure mà mình hào hứng thứ hai trong wave này, wave Merciless này, ngoại trừ Superman ra, là đứng top 1 của mình. Thì em này mình rất hài lòng về mặt chi tiết. Có rất là nhiều người không thích cái áo choàng mà nó được tạt, nó bay qua một bên như thế này nè, là tạt sẵn ha. Tại vì như mọi người thấy thì bác Todd muốn làm sát theo với comic như thế này. Mình làm như vậy thì nó sẽ hạn chế khi mà mọi người tạo dáng, thì hầu như tất cả các dáng đều phải tạo như làm sao mà nhìn có vẻ như gió bay vào chiều này. Cho nên nếu các bạn muốn làm cái dáng mà Batman chạy về hướng này á, để mình làm thêm cho mình xem. Thì nó sẽ hợp lý hơn là hướng này, tại nhìn nó rất là nhìn nó cũng được, cũng không tới nổi. Nhưng mà ý mình ở đây là mình không quan tâm khi mà cái áo choàng bị áo choàng nhựa hay không phải áo choàng vải có kẽm, khi mà nó được scope sẵn như thế này bên mình thấy nó khá là cool, thì nó rất là thú vị. Ý mình thú vị ở đây như là sao, là bác Todd McFarlane khi mà bác làm cái dòng figure này thì bác nói là bác muốn tất cả mọi figure phải nhìn cool và thú vị. Thú vị ở đây ý bác là nếu mà một em figure nhìn nó cân sấn quá đó thì nhìn nó sẽ rất là chán. Tại sao chán? Mình cho các bạn ví dụ như là em Batman White Knight này ha, đây là một em figure mà mình cũng rất là thích, nhưng mà chán ở đây ý là nhìn nó không có cái vẻ đặc sắc á, nhìn tất cả mọi thứ đều rất là cân sấn, mà thấy không, thẳng đột hết từ đầu đến cuối, nó không có cái gì gọi là nó phá vỡ cái sự hoàn hảo đi, như là mọi thứ đều quá là thẳng tắp, mọi thứ đều quá là vuông vức ngang. Mọi người cứ nhìn vô mấy em DC Essential, cái dòng của DC Direct á, các bạn thấy tất cả mọi figure đều nhìn giống như nhau hết, nhìn nó rất là chán. Đó cũng là một trong những lý do mình nói thẳng với mọi người, đó là mình không thích dòng Marvel Legends. Tại vì đa số những figure đều nhìn rất là giống nhau, bởi vì cùng một body, mình như mình nói, nhìn nó rất là chán. Hay thay vì những figure như thế này, khi mà toàn bộ từng figure một hầu hết đều là một cái body rất là unique của riêng nó. Nhưng như mọi người thấy, mình rất là thích phần chi tiết của em này. Phần giáp được tạc rất là tỉ mỉ, như mọi người thấy ở đây có biểu tượng con dơi ngay giữa bụng. Mọi đếm thôi có bao nhiêu biểu tượng dơi trên người, Batman này ha. Mình sẵn sàng chưa? Mọi nhìn ra không? Một biểu tượng dơi ở đây, hai biểu tượng dơi, ba biểu tượng dơi, bốn biểu tượng dơi. Mình đoán ra nữa không? Khi mà bạn cầm hai cái rìu á, mà các bạn gấp lại nó sẽ ra biểu tượng dơi thứ năm. Nhìn rất là cool ha mọi người. Cái rìu nhìn cũng rất là tỉ mỉ ha, nó không có nhìn rẻ tiền. Phần bạc nhìn rất là giống kim loại thật, mặc dù nó chỉ là nhựa thôi, cũng là dễ dễ nên mọi người không phải lo bị nó đâm. Và cả hai cái rìu này đều có thể, xin lỗi mọi người, camera mình lỡ bị rung quá, gắn vào tay Batman rất là dễ dàng. Anh sẽ không dùng súng để bắn người, nhưng sẽ dùng rìu để chặt đứt tay nào dám đụng đến Gotham. Nhìn rất là gấu mọi người. Thì mình rất là thích cái phần đầu của em này, sơn gần như là hoàn hảo. Phần mắt rất là to, rất là sát với nét vẽ của Batcaviller. Nếu các bạn đọc những đầu truyện New 52 thì bạn sẽ biết được Batcaviller là ai. Đặc biệt là các bạn nếu nhìn cái profile, nhìn góc nghiêng, nhìn y chang như nét vẽ của Batcaviller. Ở đây có lẽ là phần mà mình thích nhất về em này, là nhìn nó rất sát với comic, rất sát với nét vẽ của bác họa sĩ. Phần biểu tượng dơi có viền màu vàng cũng được sơn rất là tỉ mỉ, không hề bị lem. Có một vài vết chày trên đây mà bây giờ mình mới thấy được ha. Thì như mình nói từ ban đầu clip là mình hy vọng là lần tới bác McFarlane sẽ cho thêm chút xíu đầu tư và sơn phần máu lên những ở những cái vết chày như thế này.
Tại vì nhìn nó sẽ ra cái dáng body damage nhiều hơn là cứ để yên như vậy. Chờ mình xem. Ok, và bạn thấy ở đây là phần găng tay cũng có họa tiết rất là tỉ mỉ, cũng như phần găng chân nữa. Và găng chân này là gọi là gì mọi người? Chân, giày, ủng, bút, boot. Nói chung là phần giày của Batman ha. Nhìn cũng rất là chi tiết. Hầu như em này không có sơn len. Hầu như là không có sơn len. Ít nhất là mình chưa thấy được. Ở phần sau, bắp đùi này ngay cả khi áo choàng che mất thì cũng có một cái chày. Nhưng nói mình rất là thích phần áo choàng, nhìn nó rất là thú vị, khiến cho em thích luôn, nó không bị nhàm chán, nhìn nó lúc nào cũng rất là linh hoạt hơn. Ok, nói về phần khớp, khớp bên này có thể nhìn lên được nhiều không, cũng bình thường thôi, không nhiều lắm, tại vì là phần khớp bên này không nằm ở đầu mà nằm ở ngay cổ, nhìn xuống được khá ổn rồi, nhìn xuống được khá nhiều. Em nghiêng qua đây, nghiêng qua đây một chút xíu, xoay được 360 độ. Thì phần đầu thì mình ước gì em có thể nhìn lên được chút xíu nữa, nhưng mà vẫn ổn. Phần tay, phần bả vai dang ngang được hơn 90 độ ha. Có phần khớp ở ngay nắp ở đây, có thể đưa tới đưa lui, nhưng mà không có nhiều lắm, đưa lên đưa xuống được chút xíu, xoay được không vấn đề gì hết, không bị cản trở bởi cái áo choàng, xoay được hoàn toàn một vòng ha. Có khớp bắp tay gặp được hơn khớp cổ chỏ gặp được hơn 90 độ, và tất nhiên khớp cổ tay đi lên đi xuống và đường ngang được. Và lần này không có còn thấy được cái viên bi tròn của khớp nữa, mà được che bởi găng tay nên rất là hiệu quả. Ok, khớp bụng, khớp bụng tuyệt vời ha mọi người, có thể xoay được một vòng thôi, khớp kết hợp với khớp eo luôn thì mọi người thấy gặp bụng được cũng khá khá, gặp ngửa được rất nhiều ha, nhưng mà sẽ có cái lỗ ở giữa nhìn nó hơi kỳ, nhưng mà nhìn từ góc này thì không sao hết. Mọi người thấy nghiêng qua nghiêng lại, tất cả mọi thứ đều ổn, rất là tuyệt vời. Ok, đây là điểm yếu của em này, đó là phần chân bị bè ra, gần như không thể gặp lại được vì một lý do nào đó. Nhưng mọi người vẫn có thể đá ra được, nhưng mà khi mà mọi người đá ra đi ăn trước á, nó sẽ bị banh ra như thế này. Mọi người thấy đó, cái chân em này rất là bè và không có khớp đùi, không thể xoay được, xoay được có chút xíu thôi, gặp được 90 độ. Hơn 90 độ. Ok, cũng đồng thời không có khớp khớp giày, không có khớp cổ chân, đưa lên đường trước không nhiều, đưa lên phía sau rất nhiều, lùi phía sau rất nhiều, có khớp bàn chân, và tất nhiên là khớp khỉu chân, khớp mắt cá chân chứ, rất là tuyệt vời. Như mình nói, em này là em mà mình mong chờ thứ hai trong wave này, và mình cảm thấy không hề bị thất vọng. Tất nhiên có thể có thêm hai tay đấm là phụ kiện sẽ tuyệt vời hơn, và cho thêm một chút xíu sơn máu ở đây, và khớp cải thiện được khớp đùi và khớp cổ, thì đối với mình em này gần như là hoàn mỹ. Nhưng nói chung là mình rất hài lòng với em này. So với giá mình trả ra thì em này xứng đáng nhận được con điểm 8.5/10. Ok.